Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sngitter đây. Và hôm nay thì vừa kết thúc sự kiện Bubsy League Island rõ bạn ạ. Và ra thêm sự kiện mới tiếp nối theo là Runner các bạn ạ. Runner, và chập nữa chúng ta sẽ vào là nhiệm vụ Runner cũng như là chạy nha. Hôm nay chắc là sẽ vào đội thưởng ha. Cái quest thì cái quest của gì ta? Cái quest của cái sự kiện mà nhận được 120 orb của con rồng Happiness đó các bạn, thì mình vẫn đang để dành để farm cho rồng lên được A cộng các bạn ạ. Rồi hiện tại thì mình đang xây hai cái cây trụ các bạn, một hai cái cây trụ ở cuối làm le lấy le để xây hai trụ cuối thôi các bạn, còn mấy cái trụ trước thì không xây. Rồi cái này chứng tỏ là mạng yếu rồi. Mạng yếu đến mức là nó không lót được cái thời gian xây trụ luôn các bạn ạ. Rồi để mình bật qua dữ liệu di động nha. Rồi các bạn thấy không? Dữ liệu di động vô là nó bắt được mạng là nó quất lên các bạn, còn wifi thì nó chả có dấu hiệu gì cả. Rồi thu ít con nè, đi thu vàng lấy con. Kiếm vàng về để dành. Rồi tối nay là nhiệm vụ ban là ấp trứng nha bạn, ấp ấp trứng và có trái cây free. Rồi hiện tại thì mình sẽ làm nhiệm vụ này xíu là cho rồng ăn và lai rồng. Lai rồng thì hiện tại chắc là mình sẽ lai đất với đất các bạn ạ. Là nhiệm vụ này thì giống như cuộc đua Heroic thôi, chúng ta chỉ cần đem những con rồng đất lai lai với nhau đi lấy item thôi bạn ạ. Cái con này là cây vậy ta. Này, chỗ này là hai con cây lai với nhau chứ không phải là con núi. Ok, này là cái cây các bạn ạ. Ngoài chỗ này là bay. Thì hết cái 5 ngày nữa là đã ra, chuẩn bị ra đua Heroes rồi. Nên là chắc là nhà lai và nhà ấp chuẩn bị để trống dần này vừa các bạn ạ, để chuẩn bị cho nhiệm vụ lai rồng ấp trứng đồ cái kiểu lấy item cho nó dễ. Rồi. Một con. Ok, hai con. Rồi cho rồng ăn đúng không? Cho rồng ăn thì mình sẽ ấp con rồng đất để cho anh lấy item nha các bạn. Không đơn giản như cuộc đua Heroic thôi. Đây, hồi nãy không có nhận lai rồng, nãy quên nhận lai rồng cho nó nhanh. Rồi đi vô sự kiện Gris xíu. Hồi mau thì trước khi kết thúc cái bóp xích lê thì mình có lấy được 2.000 con trong đó, nên là hiện tại cũng đang có một số con các bạn. Đang có 4.700, chúng ta đi dạo dạo phá tiếp. Rồi 5 shop có legend, tính ra là mấy rương rồi nhỉ? Ở tập trước mình mở hai rương thì hai lần 5 shop có legend nữa các bạn ạ. Lần này 5 cái nữa là 15 rồi đó. Mong cho nó rớt cái cục 200. 200 là ngon ăn luôn các bạn. Hồi có cái sự kiện quảng cáo gì mà xem một lần có bạn nhận được 1.000 shop có legend luôn. Lúc đó nhận mừng, người ta nhận mà thấy sướng luôn các bạn ạ. Mình bên mình nhân phẩm của bắp quá. Rồi rương này được gì đây? Rồi được 5 chìa khóa các bạn. Chìa khóa đơn giản là chỉ đánh 6 với 6 thôi. À, chuẩn bị lấy rương có thêm chìa khóa nữa kìa. 62.000 trái cây. Rồi hai cây. Rồi tầm mai nữa sẽ lấy được cái này. Sự kiện còn đúng 2 ngày, chắc là lấy thêm được cái này nữa là coi như end sự kiện Gliscon các bạn ha, coi như kết thúc. Rồi về cái phần collection thì mình đang được là 22 trên 25 item các bạn, vẫn còn thiếu. Nói chung là đơn giản là thiếu thôi. Cái island map thì có rồi. Rồi ba cái ống nghiệm legend và 5 job của Opera, 3 chìa khóa, 5 job của Opera. Rồi
Ba chìa khóa. Shop có R. Ba chìa. Cái gì? À, ba ống nghiệm Legend. Ống tre ốp Legend các bạn. Rồi. Nhận được ốp của con rồng VR 5 ốp. Ok, xong cái đó không? West, chúng ta thăm West xíu. Này West thì các bạn để ý cái West này nè, phần quà cuối nó không có cho rương. Còn West này thì phần quà cuối nó cho rương nè, mà mình không biết là lấy được West không. Tí mình sẽ canh báo thức để cho nó lấy kịp các bạn ạ. Còn cái này thì các bạn dùng để luyện răng nha, tầm sáng hay trưa đó rồi mới đánh, sau đó chiều đánh lần nữa là xong. Còn thời gian còn lại thì các bạn để dành để rồng luyện răng cho nó lên e cộng một số con cho nó mạnh. Mình hiện tại vẫn còn giữ cái Begin West là được dùng để luyện răng nha các bạn. Luyện răng của Begin West là tốn khoảng 30 giây chờ đợi, còn cái này thì không giây, cái này luyện nhanh hơn. Mà Begin West thì mình luyện có thể gọi là bất cứ lúc nào. Còn cái đó chỉ luyện khi có sự kiện thôi nha các bạn. Còn những cái mà West theo kiểu như này này. Đâu ra? Những cái West như này thì các bạn không luyện được nha. Những West này nó nhà phát hành cài đặt thời gian là khi bạn quýt thì nó tốn thời gian tới 4 tiếng, nên là các bạn không không lay được đâu. Ồ, đánh Arena tí nha các bạn, kiếm thêm game. Một ngày đánh 3 lần, sáng sáng chiều tối, một ngày đánh tầm 3 lần thì 2 ngày sẽ lấy được 3 lần game. Mà hiện tại mình với số game lấy được là 5 game một lần các bạn, thì 2 ngày mình sẽ lấy được 15 game, kèm theo thêm 2 game trong cái cây trụ get game free nữa. Thì cứ trung bình 2 ngày mình sẽ chơi được bao nhiêu nhỉ? 17 game các bạn ạ. Rồi cứ dạy game để dành lên thôi. Đó là game từ language, còn game khác thì nó sẽ đi từ cái sự kiện, ví dụ như là sự kiện Runner này. Runner có nhiều game lắm các bạn ạ. Một số móc có game khá là ngon. À còn cái Divine Pass nữa, trong Divine Pass thì cũng lấy được thêm ít game nữa các bạn. Chút ra đổi qua Divine Pass luôn. Hồi này để auto đi. Neo Hanzo Dragon. Hồi mình khá thích con rồng Legend này các bạn. Nhìn đẹp. Cánh tay nó ngầu 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 sao các bạn. Ok, xong 3 trận. Nào chúng ta đến với Divine Pass. À, rồi có một số quà này đi lấy luôn. Mình đang có bao nhiêu ngàn trái cây nhỉ? Rồi, hiện tại mình đang có 162 triệu. 162 triệu trái cây các bạn ạ. Rương này là 3M nè. Đấy. Rồi, Job Corp Legend. Rồi 10 cái. Rồi Ebit trong này có ốp gì đây? Ốp mấy con cù bắp thôi. Mà đã cù bắp rồi mà còn cho ít nữa. Rồi 10 job cop Heroic. Này trong này nếu mà mở ra được ốp của con như con hai hai ốp câu hay là đây các bạn ạ. Mở ra con này thì quá ngon rồi. Mở được 5 ốp thôi cũng thấy vui. Rồi để xem nữa là nhận được gì. 1, 2, 3. Rồi. Không may mắn bằng bạn Ho. Bạn Ho mở ra 5 ốp 2 ốp cô các bạn ạ. 10 game. Này giúp có ốp Titan. Trong này nếu mà mình mở ra được 5 ốp Primal Titan thì ngon. Ngồi không được các bạn. I were và C không, ở hôm trước mình mới mở được là nè, mới mở được là cái quẻ trứng của con gì ta, Metal Titan nha các bạn. Để chút nữa vào xem thử hiện tại Titan tình hình nó như thế nào. Rồi nhiệm vụ hàng ngày chút nữa làm sự kiện, nói chung là cũng dư thời gian các bạn ạ. À, tầm 11 ngày nữa thì mình mới kết thúc cái Divine Pass. Mà đến với Divine Pass mới
là cứ thoải mái mà chơi thôi. Cái này mình bị đi VinFast của mình bị thời gian lâu hơn nên là không kịp với các bạn mất. Thành ra đâm ra nó lỗ các bạn ạ. Rồi, 1.100 rồi nha các bạn. Còn 900 nữa thì chúng ta sẽ có được một con Legend nào đó 5 sao. Rồi chúng ta xem Titan này. À không, xem chỗ này. Xem chỗ đó không biết năng sao là bao nhiêu các bạn. Để xem ở bên Empower này. Titan. Này. Rồi Wind Titan 1 sao, Flame Titan 1 sao. Ủa? Mình đang trống chỗ Empower. Mình quên Empower lại các bạn. Metal Titan 1 sao. Dư 100 op. Dư 100 op. Cái chắc làm trứng thôi. Electric. Rồi, ai? Còn ai thì mình chuẩn bị có 100 op tại vì có một cái trứng á các bạn. Rồi còn lại các con khác, con Si thì mình cũng có 100 op nữa, lần Si lên được 2 sao nè. Đó. Rồi ok. Đó, một số con lên sao được mà chắc chưa lên. Rồi đó. Bên này chưa ấp trứng được các bạn. Đợi mấy cái quả trứng của con VR kia ra cái đã. Rồi mới tính tiếp. Này bên này nè. À, được 3 quả Titan. À, Flame nhưng phải ai? À, Flame, Sea and Metal. 3 quả các bạn ạ. À. Một số quả Mythical chưa up nữa. Sao? Đấy, được một item rồi các bạn ạ. À. Ngồi lại một chập thì nó sẽ đủ 4 item thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi combat đấu trường xíu nha. Đi đấu trường thì đấu trường rớt rank trong cái giờ đó, thì đấu trường rớt rank và lấy gì ta, lấy 6 huy chương để chuẩn bị mở rương. Rồi một con 2 sao, 180.000 máu các bạn, khá là trâu. Này là nó nhờ có hệ hệ Legend được buff 100% máu á. Rồi con này 160 ngàn. Rồi, không kịp. Cái cáo một bạn chỉ mình là canh cái lúc mà nhạc nền á nó xuất hiện, sau đó nhấn quýt thì sẽ không bị chết rồng. Rồi mà mình có thử một lần đạt được rõ ràng là thử một lần đạt được rồi, không chết rồng, bị trừ cấp và nhận được cái kia nữa. Bây giờ mình test, mình canh canh thử, mình canh thử các bạn xem nha. Mà canh nó lên nhạc của chiến thắng á, rồi nhấn Z. Mà phải phải canh nhanh nè. Không kịp. Nó đi trong vòng 1 giây các bạn, không kịp. Canh canh hôm bữa mình canh rùa rùa nó được, giờ giờ mình canh không được ở chỗ đó. Nó lên nhạc nó mất cái bảng, không kịp nhấn nút Z các bạn ạ. À. Còn nếu mà nhấn nút Z kịp thì nó khá là có lợi vì rồng không bị chết. Rồi. Mình canh không máu nó quen rồi các bạn ạ. À. Canh kia không được. Thôi chịu. Cái kia thì phải gọi là trình trình cao lắm mới canh được đó các bạn. Trình mình yếu, yếu đuối, canh không nổi. Rồi giờ cho đội hình tự sát 2 trận nữa thôi. Hiện tại thì sau cái nhiệm vụ mà ấp trứng ấy, của ban hội thì sẽ đến nhiệm vụ Arena nha các bạn. Arena đấy nên là các bạn à. Hiện tại giờ bây giờ rớt rank là vừa. Các bạn rớt xuống khoảng còn 9.500 á, hoặc là 9.700 cũng được, sau đó leo lên sau. Còn nếu mà bạn nào mà rồng yếu quá thì cứ rớt xuống càng nhiều càng tốt. Ở dưới rank rank tầm rank điện hay rank quơ đồ các kiểu ở dưới đó mà chơi, đừng có lên chi trên này đánh không lại. Thì nhiệm vụ ban làm cũng không được nhiều, bị anh em nó ý kiến này nọ mới công các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thoát game vào lại để lấy cái rương nha. Rồi ok, mình vào lại game đây các bạn. Chúng ta đi lấy rương Arena. Rồi xem thử trong này có gì đây. Ồ ngon, 24 mảnh boulder các bạn. Này này là bước tiến đột phá đấy.
Rồi được 24 mảnh là khá là nhiều rồi các bạn. Ok, chúng ta là vào làm hai trận trên nền nha. Hy vọng sẽ lấy được cái kỷ lục trăm mấy ngàn điểm cho các bạn ngồi xem mỏi mắt luôn. Rồi ok chạy. Rồi màn này ra kết thúc có khi là mình nhận được tầm hơn 100.000 trái cây các bạn ạ. Mới vào mà thấy một số item trái cây khá là nhiều. Trong runner này cứ nếu mà màn nào nhiều trái cây thì ra kết thúc phải tầm 100.000 trái cây trở lên các bạn. Còn ít thì tầm 50.000. Nãy lấy hụt một item mất tiêu. Không, item trái cây không kìa. Cùi bắp các bạn ơi, lấy được 117, chỗ đó để bị rip, chỗ đó ham lên quá. Màn này lấy được có 73.000 trái cây à. Mình thấy nhiều item mà lấy được có tầm 73 các bạn, khá ít. Rồi để thử màn này là được bao nhiêu đây. Rồi chúng ta chơi thêm trận runner này nữa thì kết thúc video luôn nha các bạn. Vừa đùa màn này rip rồi các bạn ạ. Mình có cài dự phòng tắt wifi rồi nên cái gì giờ mình thoát game vào lại chắc là chạy lại hai ván này rồi, và có vẻ như là game không muốn cho mình quay nhiều cho bạn xem rồi. Ok, và video này là kết thúc, chào tạm biệt các bạn nha. Xin lỗi các bạn, mình chạy lên nền này hôm nay gào quá các bạn ạ.